Phụng có ai chửi tôi không Phụng? Có ai tới đây chửi tôi không? Dám chửi luôn, dám chửi tôi banh mỏ ra luôn tôi chửi. Tôi giả trong mặt cho chửi tôi làm gì chửi? Hay quá ha, đổ nước cho nó chìm xuống. Tupper tới tìm bà kìa. Phụng. Tupper tới tìm bà. Má này nghiệp ghê á. Phụng, chị lặn cái gì Phụng? Hả? Lặn cái gì vậy? Chị đang lặn, đang kiếm cái khúc củi hả? Kiếm khúc củi cho em nè. Đây, khúc củi đây của chú. Này là cái gì Phụng? Huế. Huế hả? Huế. Cái gì? Quế. Quế là kêu huế. Huế. Quế. Nhưng mà sao chị bỏ nguyên khúc vô vậy? Bỏ vô cho nó thơm. Nó thơm. Có mùi bò hả? Quế mà sao có mùi bò? Thơm, cái mùi bò. Thơm chi chị? Thơm, thơm là mình bán kéo khách. Kéo khách làm chi à? Chắc bán. Ê, em chưa chụp mà vớt lên lại Chào cô chú các bạn trở lại với kênh YouTube của Sài Gòn Dấu Yêu nha. Nay chị Phụng với bán bún bò đắt lắm hả? Bà có nói đâu thấy. Qua thiếu liếc quá trời luôn. Qua đâu chị bán bún thái nữa. Phụng bán cái này một ngày lời có 200.000 thôi các bạn ơi. Thiệt chứ bộ. Bán cái này đâu có lời bao nhiêu tiền đâu. Bán chủ yếu giá bình dân cho người ta ăn chứ có gì đâu. Trừ các chi phí luôn là ngày lời đúng 230, 200.000, 230, 201. Có bữa 220. Bán bánh canh cua thì có bữa lời được 270. Đủ tiền cho trang trải trong gia đình thôi chứ không phải là buôn bán cực khổ, chứ không phải là hả ngồi đó mà tiền nó tự chạy vô cho mình đâu. Đúng rồi. Nhiều người bình luận nó sao bán mà không lời, bán mà 40.000 tô mà không lời bán. Không bán chi à? Ừ, thì ra bán đi giờ biết số lượng nó làm sao. Chứ mình bán mình đâu phải như người ta đâu. Giờ em có tô là mình đủ hiểu đủ biết rồi. Nè, ủa ăn ngon gì nè, thỉnh nè. Ủa bún bò là phải ăn với rau muống vậy đó hả Phụng? Ừ, đúng rồi. Chứ sao không bán bún bò xong mà không ăn với ngó sen á? Ngó sen cũng mắm không ơi. Ở vậy hả? Trời chết tôi không biết á bà ơi, thiệt á. Chợ Phụng qua bán bún thái không không nhắn Phụng. Trời ơi. Ủa sao tự nhiên qua bán bún thái chị? Hôm qua chị nói là chị đó ấy vậy, người ta kêu nè. Cái người ta kêu thôi. Bán bún thái đổ con lô đổ bún thái nữa đi. Thấy người. Sớm sớm nè. Sớm sớm mình nhà qua vô. Đi tìm bà hả Phụng? Ờ vô đây nè, tiếng hỏi nữa. Không bấm mắm đó ra tại vì không tính bán bún mắm nhưng mà. Thấy người ta khán giả đề nghị hả? À quên, mấy người ăn người ta đề nghị, tự nhiên khán giả đề nghị. Nhìn đó nha. Bây giờ mình ta canh mình không canh được nó đâu nha. Tôi đó như chị Phụng. Hả? Tôi này 40. 40 hay 40? 40. Nè ông tắt nè. Ê bà bỏ khúc gỗ gì trong đó rồi Phụng? Hả? Cây giấy đó. Cái cây gì? Quế. Cái gì quế? Quế sao nó dài vậy?
đây ăn quẩy chứ. Quyết gì vậy? Quyết dịch hả? Leo. Giòn hả? Này là bún bầu quế nha cô chú anh chị. Sao đổi bếp ga đi. Ê, bà bán ở đây mà bà nghe ầm ầm vậy bà có sợ không Phụng? Mình quen sống ở đây. Ờ đó, tôi nghe vậy tôi sợ lắm bà ơi. Vậy hả, là nghe là không có sợ nữa. Về chị Trúng không? Sáu hộp lép bao ăn 60.000 ký rồi Phụng. Loại gì? Hàng ba. Hôm nay trời mưa cô chú anh chị, Sài Gòn mưa. Em Sài Gòn mưa vẫn đẹp lắm. Đồ này chắc cả 5-6 triệu. Điên nhỉ. Phụng có ai chữ tôi không Phụng? Có ai tới đây chữ tôi không? Dám chữ tôi. Dám chữ tôi banh mỏ ra luôn cái chữ. Tôi giả trong mặt cái chữ tôi. Tôi làm gì chữ? Chị thấy kìa mưa. Có thơm nữa hả Phụng? Cái này bún bầu quế. Chả cá nữa kìa. Bầu viên. Bầu viên. Bầu viên hả? Bầu viên kêu chả cá. Bầu viên. Má này đi quay nói chuyện cô viên. Đây nhìn lộn thôi nè, có thể nói lại nè. Ô con mà nay đâu hết rồi chơi vậy Phụng? Đứa đi học còn lái xe, đứa đi làm rút đi làm. Ô tô hả? Đi xe ông ba. Đâu rồi bún? Bún của chị Tí đâu rồi? Đây đây đó, đây rồi nè. Đứa ở đây vậy? Ừ, chị Tí. Có hả? Bún bánh đặng nè. Chị Tí bán gì vậy Phụng? Đâu bún mắm, bánh canh. Mà sáng sáng đây nè đúng không? Ừ, sáng thì đặng. Chị Tí, bữa nay em tới em quay chị nha. Quay bún mắm nha. Bữa nào tới quay 6 giờ phải không? 6 giờ hả Phụng? 6 giờ 40. Em tự 40 không chứ. Tôi mà bán cái tô này tôi bán 30 à. Ở đây là chị Phụng tới mình dân nhất rồi phải không? Ở đây là mình dân nhất rồi đó. Ai muốn quay? Sao mà cười sao Phụng? Hả? Cười sao? Cười thôi chứ giờ biết sao giờ. Bà dính cái này chi vậy Phụng? Bốn. Hả? Tôi lấy miếng nước dụng vô cho nó dễ xuống. Dính là cho nó khỏi bồng bền đó hả chứ Phụng? Ừ, bồng bền đó. Để cho nó bồng bền đi. Nó
không bền, nó không lẹ. Cho theo con nước lớn rồng đi. Ừ, chèo chè lên láng luôn rồi các bạn ơi. Hay quá ha, đổ nước cái nó chìm xuống. Cái việc nó được, ai nói là anh Dũng mà chuyện nó không là anh Dũng đó. Chuyện gì còn nó không là anh Dũng đây nè. Quá rồi. Tấp bơ tới tìm bà kìa. Không, tấp bơ tới tìm bà kìa. Thì má này nghiệp ghê á. Bên đây nè, nó qua nó ăn uống thái. Trời ơi, chị Phụng ơi, uống thái chị ngon mà. Sao không thấy ông Dũng? Ai? Đó, đó, nhỏ, à, con nhỏ đó hả? Nhỏ mà mua 2 tô để dành luôn á hả? Trời sao tôi đi đâu ai cũng mến tôi hết, thương tôi hết vậy. Chứ đó là xương hả? À, xương bò. Xương bò. Quýt ra quýt dịch hả chị? Ê, bữa nào mà bán bánh canh gà để Phụng. Ừ, cái cây gì vậy? Cho bà lâu lâu bà lặn lo, tôi tưởng cái khúc gỗ không bà. Ờ. Trời ơi. Xào lên nó nghe cái mùi thơm. Nghe mùi thơm là sao nữa Phụng? Xào lên. Là mình xào là mình bỏ nguyên khúc vậy vô luôn á. Là xào trên dầu á phải không? Dầu xào trên dầu á. Cho nó thơm ra. Rồi để nguyên luôn. Để nguyên vậy luôn. Em tưởng lọc xác lọc không có. Chất ngọt hả? Đậm đà hơn. Đậm đà hả? Quá luôn ha. Cái ly bún bò là không có quyết. Mà tại vì ở đây người ta ý kiến á. Ý kiến. Ta nói là bún giò thì nó quyết. Bún bò đâu quyết. Thì ở đây người ta nói thôi, bỏ quyết thì cho nó ngon. Mà ta ý kiến hả? Ừ, làm theo người ta. Làm theo người ta ăn hả? Câu mối hả? Chú bò nãy giờ đâu có quyết. Con bò là không có quyết hả? Cái tôi đổi phép tôi mệt á. Không. Rồi giờ bà gánh chứ. Chị đẩy xuống rồi chị bán đồ mỏ mãi rồi. Em thấy mà, em kêu chị đó. Ừ, làm gì đẩy xuống đó là có mối đằng đó mấy tô, 4-5 tô. Giờ nó đẩy xuống là bắt đầu là dựng xuống nó bán 4-5 tô đó. Ồ, cô ba là thích ăn gân hả Phụng? Cô ba hả? Ừ. Ai tên cô ba là thích ăn gân hả? Chị nói chỉ ăn gân thôi. Chỉ ăn gân. Bà đó là gì nè? Bà đó ở trọng tâm á. Hả? Chị chặt cho trọng tâm á. À. Tại vì chị với bà đó cũng thân. Thân hả? Thân đó, tại vì bà đó chị em. Hai chị em là thân. Chơi thân đó. Bữa ba đứa tụ ra đây một đống. Giờ không có đứa nào. Đứa kia đi học bằng lái xe rồi. Hai mấy tuổi á hả? Ừ, thằng Gia. Đi học bằng lái xe rồi.
có viên luôn không? Hả? Đầy đủ á, tôi đầy đủ á. Sao? Là có nạ mà có viên không? Có hết chứ. Có hết đây hả? Mà có 40 ngàn thôi. Đúng rồi. Để ăn gân là có bị giật gân không bà? Ăn gân á? Sao? Có bị giật gân không? Món ơi, em lại cho trọng tâm cho cô đi món. Trọng tâm. Ăn gì á anh? Cũng bò. Ê. Có mì gói anh? Dạ có. Em về ăn ở đây nha anh, bực lên đâu hả? Cái chỗ vô cỏ là 6.6 là quân ngựa không? Ở đâu? Thì cái hẻm vô cỏ là vô cỏ phải không? Ờ, 6.16 á. 6.16, có sẹt rồi gì không? Có sẹt đó, 6.16 á. 6.16, rồi. Vô đi em bưng vô cho 6.16. Cái giò vậy? Cái giò phải không? Hôm qua bà ghiền tôi rồi phải không? Hôm qua nghe nói cũng thấy bà nhắc tôi phải không? Ông Dũng không tới hả? Lấy em một con đi chị. Em gái bán sắt bên kia nha cô chú anh chị. Em gái bán sắt. Bù lon ốc vít đó. Vậy là em bán sắt hay em bán bù lon? Em bán ốc vít. À ốc vít. Tưởng ốc tiền chứ. Ngày nào cũng ăn luôn hả chị gái? Từ lần sau ta. Bữa bà coi clip chưa? Rồi rồi, cái cũng ấm á hả? Hai clip lận mà. Bánh canh cua rồi nữa. Đứng bà nhìn cái gì trời? Làm cho em chưa? Nè, cho em làm chưa? Gió thằng Tổ làm chưa? Để ba đi về em làm. Móng giò nha. Đúng rồi. Cùng đài. Lan Điệp. Khác đài. Kia là Sài Gòn dấu yêu. Đúng rồi. Đúng rồi. Dấu yêu. Vậy là cũng Sài Gòn dấu yêu quá đó. Còn chị này là bên nào? Sài Gòn phố. Sài Gòn phố, Sài Gòn dấu yêu. Cũng là Sài Gòn đó. Con cái của nó đó. Em mình là anh của khoai lang thang á. Có coi không? Ủa, coi lang thang ta nổi tiếng vậy mà không coi. Thiệt tại tao coi Sài Gòn dấu yêu không hả? À. Nhưng ta nói vậy đó. Mới Sài Gòn dấu yêu. Ta mê Sài Gòn dấu yêu. Bắt ta coi lang thang xong ta coi luôn. Dĩa. Cái này có nấu bò không vậy? Dạ có bò dĩa. Bò nữa nè. Có giò heo bò có đầy đủ. Tô vậy mà cũng mua vậy hả chị? Dạ, nhiều quá chừng kìa. Tự xử luôn hả? Chị gái tự xử luôn, tự bưng qua tự quen là tự xử. Bù lon quen với bún bò. Nói mà. Rồi sao được thử thép đây ta?
làm 6 trên 6 vỏ chừng còn đi kìa. Ủa mâm kia đâu chú? Cái mâm kia nó đâu rồi, còn mâm kia nó đâu? Dạ. Mỹ Dung quá không? Làm viên chả đúng không? Dâu ơi, có ngày nào thấy cũng anh cũng ăn vậy? Ừ, ăn đâu giống vậy. Kìa bà Phụng. Ăn còn trả tiền luôn á hả? Ăn không trả tiền kìa. Trả tiền đâu. Ăn trả tiền mới lại ăn hoài chứ. Ăn trả tiền đâu mà không ăn. Chú Minh ăn gì chú Minh? Ăn là chú đi. À, đây là chú Minh. Chú nha. Minh hả? Chú Minh bán cái gì Phụng? À, chú Minh cũng bán bồ lon con cá. Hả? Đi vòng vòng bán bồ lon mà không bán gì hết. Tên khác với thầy Minh nghe chú. Thầy Minh. Thầy kia phải lên núi ở này xuống núi. Thầy xuống núi rồi. Thầy, thầy ông nội luôn. Bỏ mì gói vô. Ủa sao em thấy hình có hai cây chả cây rồi. Nãy ông kia ăn cái gì ta? Giò. Không phải ông ăn mì gói ăn gì ta? Mì gói. Mì gói giò. Giò hay không? Giò. Là cái anh bên kia. 6 trên 6 giỏ trường tổn. Quen nó luôn được. Nó lắc lắc đầu hoài. Đi nợ đâu có cũng đụng năm thôi. Thầy đâu tới đi. Có đụng năm đủ quá, đéo ăn nào đụng này với mày. Ừ. Nó lắc đầu phải không? Chúng mình ăn mì gói luôn hả? Ừ, gói vô. Mấy gói? Chúng mình. Nó lắc đầu là ở quận 5 mà đéo nào khó. Chúng mình ơi, mấy gói. Gói là được. Quận 5 là không có nào lắc đầu á. Ờ, ai đến tiệm đâu gạch tên hết cho má đi. Quay không? Quay ra kêu qua quay. Không, lát nữa bên dịp tìm mới kiếm. 16 ra giờ còn tổn nè. 6 đẹp 16 nè mấy người. Còn đâu? Ở đâu con tôi? Nó dĩ vô sống nha. Sao gọi là nạm chị Phụng? Cắt cái mỡ mỡ nha. Mình lấy mỡ mỡ cho chú mình nè, đúng không? Chú mình ăn mỡ mỡ. Lấy mỡ 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 kìa. Ủa sao không còn nhỏ xíu mà chị gọi là chú? Ít thôi chị, lấy bên kia em, bên đó, ừ, đó đó, ừ. Chú em gì đó không? Chú em. À, chú em. Đúng không? Em nhỏ đó. Ừ. Chú mình này đừng có giống thầy Minh. Thầy Minh. Còn tái nữa sao chị? Đó, tái đó. Ai à, ai à, vô ai à, tái nạm mình á, nạm ăn tái không, mình bán tái không. Đi mất qua đây à. Tái nạm tái với nạm là 40. Còn nếu mà ăn thì về nếu mình có tái, tái nạm, giò đồ, ấy hết là 45. Nếu có giò luôn thì nó hết rồi, không? Ba tức mình. Tổn nhiều á. 6 trên 16 giỏ trường tổn. Không ăn giò đó. Chết đây trời ơi. Đây chị kêu không phê. Mặt
cô là hai cái chả luôn. Không, tại chỉ mình là mối là ăn ý ổng ăn khác. Ừ, béo nè, đừng mất béo. Bán cô 40.000đ. Bán cái con cây à. Bán cây. Con cây à, bán hai cây làm chả luôn á. Mối cây vàng. Tại vì mối á, mối ăn hàng ngày á, mình biết ý ăn. Chị thấy mấy bà chị bán cái mấy cái tô này là dễ nhất chung. Nhất chung chung. Chị bán nào cũng rẻ. Thẳng là món nào chị bán cũng rẻ. Ờ đủ rồi, đừng muốn quyết luôn nha. Ờ đủ rồi, con sữa đủ rồi. Nhiều quá không hết. Chúc Minh là một công ty nữa nha. Chúc Minh. Rồi. Cho, nhiều quá. Cho chú Minh nửa trái thơm luôn kìa. Thôi thôi thôi. Rồi vợ Trường Tổn đi chưa kìa. Cái 1, 6, 6, 16 nè. Ừ. 16 đúng không? Ừ. Đi 40 vô nè. Móng với tái đúng không? Lấy cơm bắp chuối thôi, đừng lấy cơm muống. Ok. Trong đầu là bò chùm đầu. Phụng, hồi xưa bà có làm ở đồ lô tô không Phụng? Hồi xưa chị có làm ở đồ lô tô không? Không. Không. Chị nói chung là chị cũng làm nhiều chỗ lắm. Bún bò. Làm tô đi. Hôm mì, nay nước béo. Mì gói bún bò hay là sao? Đúng rồi, mì gói bún bò. Mì bún mì đi. Bún mì. Ừ. Đúng không? Rồi ok. Ăn hai cái luôn hả? Tái là vậy á hả? Ôi, tái làm sao nữa? Ông muốn tái sao ông nói đi. À? Tái tím luôn. Ông muốn tái chín hay tái sống? Ông nói đi, tôi làm cho. Thôi, em chín đi. Gì? Một tô gì 40 ngàn mà tái mà nguyên một giá tái vậy luôn á Phụng? Tại vì bán thì bán con cháu trong gia đình á. Con cháu trong gia đình hả? Ừ. Chứ ngồi gia đình thì bán thì sao? Đó là kêu cháu mình á. Phụng? Hả? Con cháu trong gia đình bán vậy thì ngồi gia đình bán thì sao? Cái gì? Thôi ủa qua đi Dũng ơi. Đặt béo quá. Ôi trời. Chết hay tròn. Ờ. Phụng ơi là Phụng. Tái sống, nó ăn hai sống sống rồi chứ nó ăn chín rồi. Bên này cô bán cho con cháu gia đình là nhiêu tiền? Bán nó có 40 thôi. Chết rồi, tròn bay mạng mấy bạn kiếm con tô này quá à. Tô này là bán trong gia đình mới bán 40 nha các bạn. Chứ mà ngồi gia đình mà bán mà tô này 40 là chị Phụng với ra cục đèn chỉ đứng liền luôn. Chỉ cần là nói tôi trong gia đình chị Phụng hả? Ờ. Để là tụi nói lại cái đi đi cái. Bộ làm em tô ăn Phụng mì gói. Tôi bắt trước cái chị gì hồi nãy tôi ăn gân gân á. Về ăn
đầy đủ không? Hay không, sao? Gân với nạm thôi. Gân với nạm thôi. Tối về cho nó giật gân chơi. Chị gọi Dũng có phải người trong gia đình không? Dạ. Bà bán cho tôi cái tô trong gia đình đó nha. Chứ mà bán ngồi gia đình là bà chết bà với tôi. Không, 10 người Dũng thì chỉ mất thêm 2 giây nữa. Gì trời? Nè, rau nè con. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dối clip của mình. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo.